Em kính chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé. Đã trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương. Địa chỉ của em là 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay là cũng là ngày 25 tháng 12 2023. Thì chỉ còn ít ngày nữa thôi là anh em mình bước sang một năm 2024 rồi ha. Đêm này là hôm nay là ngày Noel ha, phải không ta? Ngày Noel gì vậy? À, lễ chính thức là tối rồi nhưng mà hôm nay vẫn là còn lễ đó anh em ha. Thì hôm nay em chúc tất cả anh em có một mùa Giáng sinh vui vẻ ha. Thì hôm nay em review cho anh em một số máy hiện tại bị cửa hàng em đang có nha. Giờ trong cửa hàng cũng rơi tầm cỡ hơn 200 con máy anh em nha. Hơn 200 con em review cho anh em sơ qua sơ lược một chút xíu thôi. Để anh em nào cảm thấy mà ưng ý máy ha, cứ liên hệ em. Oxy hải sản mới em có nè ha, mới. Hàng này hàng mới nha. Hàng này hàng nghề địa này. Đấy, hàng nghề địa này. Con này hả, cái này là hàng nghề địa này. Hàng nghề địa này thì hôm qua em cũng có về được 10 cái mà em giao hết, còn có 5 cái này nữa nha. 1 2 3, đấy, cục lớn em còn ha. Đấy, anh em nào mà cảm thấy mà ok thì cứ liên hệ em Dương ha. Gặp trực tiếp em Dương bán thôi ha. Số điện thoại là 0985927776, Zalo của em nha. Zalo Máy Dầu Dương, kênh YouTube cũng là Máy Dầu Dương. Số tài khoản em cũng là số điện thoại của em anh em nhé, nhưng mà bỏ số không ha. Đó là em nhắc nhẹ anh em, mai mốt anh em có mua hàng cọc thì nhiều anh em không biết nữa, sao một cái số điện thoại là số tài khoản, nhiều anh em biết em cái số tài khoản em là số điện thoại ha. Thì hôm nay em cho anh em xem ha. Này con này là NSA50 này. Con nó là NSA60 này, rất đẹp á. NSA70 này. Đấy, HS75 này. Mitsubishi D800 Black Kim này. Đấy, con này cũng thuộc cái dạng hàng đẹp á anh em. Đấy, con Mitsubishi D800 Black Kim nha. Bao zin bao chạy nha anh em. Vấn đề là em lo cho anh em ha. Con này chốt cho anh em nào mà mua thì giá cho là 7 triệu thôi ha. 7 triệu 3 ship nha. Để Kubota Canada 45 này, 4,5 triệu này. Đấy. Con này NS70 này. Phải NS70 không? Đúng rồi. NS70 này. 6,5 triệu này. Bán cho anh em luôn ha. Cuối năm này. Mitsubishi 6 rất là đẹp này. Đây con Mitsubishi 6 đẹp lắm anh em nhá. Anh em chỉ coi mấy cái ốc còn 7 màu ha. Nói mình đồ đẹp là đẹp mình xài thôi nhá, còn mà đồ đẹp mà để trưng bày như kiểu trong thùng thì không có, nghề địa không có giống như trong thùng đâu anh em nhá. Đó là anh em nhiều người nói là mua máy là có cái máy nào đẹp như trong thùng làm sao không có, máy nghề địa làm sao không có máy trong thùng được. Đó là máy chưa xài á. Ga 75 này. Con này con E9 này. NF60 này. NS70 này. Đó, máy đẹp đẹp không? NS70 là chốt cho anh em giá là bạc đạn là 7 triệu ha, 3 ship. Anh em mua đi. Trong kia là con D700 Black Kim có đề ha. Đó, D700 Black Kim có đề nha. Con này là bao zin bao chạy nha. Cậu về nó móp cái thùng dầu ha. Có cái ông anh cao phi cao phiệt kia đó. Cứ nói em test đề, thấy anh không có mạnh mua lắm, em không muốn test ha. Chứ thực ra mà anh mà mạnh mua thì em lôi đem test liền á. Thấy anh cứ hỏi nhiều lần mà anh có mua em làm biến lắm. Điện thoại lại thì không bốc máy, làm sao em test được ha. Con này con NF này. E55 chuỗi này, hàng xuất sắc luôn ha. Thiếu cái này anh nha, thiếu cái này em có nha. Em quay cho anh em xem được thôi ha. Con EA7 chuỗi này, có đề trên lưng này, rất là đẹp này ha. Con là Mitsubishi 57 này. Mitsubishi 6 này. E55 chuỗi rất đẹp này. E60 này. Hiện tại E60 em về cũng nhiều quá anh em nhé. Để mai về xin con này cũng đẹp này. À, cái này cũng ok rồi này. Đấy, E60 này này. Con này là KND34 này ha. Máy còn rất là nhiều ha. Đây một siêu phẩm đây này ha, rất là đẹp. Con này Mitsubishi D800 Black Kim này, có đề này ha. Đấy, con này là chốt cho anh em có đề là 7,5 triệu ha.
con trong kia không có đề em chốt cho anh em 7 triệu đó, bán cho anh em ha. Đây cho anh em xem một siêu phẩm này, con này con siêu phẩm luôn này ha. Máy vậy là đẹp cho anh em ha, bô e bô lửa ha. Máy này là chưa dọn chưa vệ sinh anh em nhé, anh em nên nhớ chưa dọn chưa vệ sinh nha, chứ không phải là dọn vệ sinh rồi nha. Dọn vệ sinh rồi nó phải đẹp. Con này Yamaha A4 ha, mấy cái con lần đầu tiên em thấy anh em nha. Thường thường là mấy gió nhiều nhưng mà mấy nước là chưa thấy H4 này mấy nước nha. Nó là bật đạn ha. Đấy, cái này cụ móc ra mình nấn cho hoặc là dục bỏ cũng không cần quan trọng cái đó đâu, tem nó còn ha. Máy rất là đẹp ha, chùi lên quý tinh, con này chùi rất là mới, con này đảm bảo anh em từ mới từ 90% trở lên ha. Con này nè ha, con này là NF70 rồi. NF70 này bắn trụ cho anh em này, gánh cho em cái bô e này, anh em nào mua này mình gánh cho anh em cái bô e nha, bao zin bao chạy nó bao chất lượng nha. Đấy, NF70 chốt cho anh em 6,5 triệu ha. Ốc 7 màu nó còn luôn ha, máy này không phải suy nghĩ ha. Này ơ 60 đấy, ơ 7 trụi đời bánh trứng dày này, có cái bánh trứng dày này. Máy ơ 7 này mạch cam cũng đẹp lắm ha anh em ha. Đấy, con EG80 con rất đẹp này. Con này ông chú ở Long An chốt rồi nè, ông chú nói để đó ít bữa chú lấy này, thì khi nào chú lấy thì chú điện cho con ha. Đấy, máy còn rất là nhiều. Con này là SD6 này, 68 này anh em. Con này là 57 này, con này Mitsu 85 này, con SS80 này, bây giờ này máy cũng còn đẹp lắm này. Chú đem ra vệ sinh dọn thôi ha. Có con máy này ông chú này cọc đi 500 mà chắc cỡ tháng mấy hai tháng rồi ông chưa lấy, chắc ông bỏ luôn quá. Em bán rồi anh em thấy chưa, bán rồi không em bỏ đó đó ha. Con này là EG6501, con này rất là đẹp nha anh em, máy này đẹp đấy ha. Đấy, thì em quay sơ lược qua cho anh em như vậy nha. Anh em nào muốn mua hàng thì liên hệ trực tiếp em test từng con cho anh em ha. Còn mà vừa mà trên video này máy rất là nhiều em test không được anh em nhé, test nhiều quá không biết con nào ra con nào ha. Anh em nào cảm thấy mà ok thì cứ liên hệ em, đảm bảo giá đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Rồi giờ này cũng hơi muộn này, em dừng video tại đây ha. Xin chào tất cả anh em nhé, chúc anh em buổi tối vui vẻ ha, chào anh em nhé.